Hello cả nhà của mình cùng các bạn. Quay tiếp theo ngày thứ ba, Minh Nguyễn sẽ làm gì nhỉ? Bây giờ hồi sáng giờ đi quay các nơi rồi, ở cái hòn đảo rồi. Bây giờ sẽ đi đến cái nơi ở tại Tây Ban Nha, mà nghe nói là ở nơi này á, là cái nơi này này là nó làm cho tất cả các khách sạn tourist đó, cho mấy người đi đến đây du lịch rất là nhiều luôn á. Nên là hôm nay mình muốn đến đây coi thử cái nơi này nó như thế nào. Đây. It's only tourist here. You can see me. Yeah. German and British. Tất cả những người mà họ đi du lịch á, là họ tới đây rất là nhiều. Cho nên là khách sạn ở đây rất là nhiều lắm dành cho du lịch. Ở tại Tây Ban Nha nha cả nhà ơi, Spanian. Đây cũng là. You can park here. It's good. Anh em hiểu không? Mình đã tìm ra được cái nơi đậu xe rồi. Mình tới chỗ Tây Ban Nha này. Là cái nơi đây á là dành cho những cái khách du lịch nhiều lắm. Vừa đậu xe được rồi, bây giờ mình xuống đây mình quay tiếp tục cho cả nhà của bạn cùng xem nha. Ở Muôn Sô Âu. Lấy cái bịt mặt cái đó. Đây, mình đến cái chỗ này mình đậu xe ở nơi đây. Mình quay lên đây, cái con đường này là đường gì, nhưng mà biết bằng người ta viết bằng tiếng Tây Ban Nha nên mình không biết. Chào cả nhà của mình cùng các bạn. Mình sẽ đến đây quay tiếp tục và tiếp theo những cái chương trình mới nữa nha. Đây. Đó. Bây giờ mình đến đây ngay Tây Ban Nha. Cái nơi này là nơi để dành cho tất cả khu du lịch này á, là người Đức á, người ta đến đây rất là nhiều á, người Đức người ta đi qua đây ở nhiều lắm. Ở bên cái Tây Ban Nha này này, người Đức họ qua đây nhiều lắm. Với lại ở trên cái bản đồ nó chỉ cho mình á, là nó nói á, nó nói là người Đức là cái khu dành cho người Đức ở bên ngay cái chỗ này đây, mình đang đến đây. Cho nên ngày hôm nay á, mình muốn đi qua bên tại cái khu này ở tại Tây Ban Nha thì người Đức ở như thế nào, và bây giờ mình sẽ đi đến, mình sẽ tìm ra những cái khu của người Đức ở tại Tây Ban Nha nha. Đây. Bây giờ mình ra biển. Khu du lịch. Dạ. Summer là mùa hè cả nhà của bạn. Là nó nhiều, nó đông như hội ở đây. Nhưng bây giờ là gần cái mùa Christmas, có nghĩa là gần cái mùa một tháng nữa, còn có một tháng nữa thôi là đã mùa Giáng sinh rồi. Cho nên người Đức họ sẽ về bên Đức rồi, họ chơi bên đó rồi họ sẽ quay lại đây. Mà ở đây nghe nói là đông người Đức ở đây lắm. Đây là khu dành cho người Đức luôn á, lại như vậy luôn. Đó, đẹp lắm luôn cả nhà ơi. Đẹp chưa? Very nice here. Oh, trời. Oh, very nice vehicle. Đẹp không cả nhà? Thấy chưa? Đó, khu du lịch dành cho cái khu mà do người Đức bên này, ngay chỗ cái khu này đây. Trời ơi, nó hiện đại dữ nên này. Nó tuyệt vời vậy đó. Mà cái này là đang ở bên Tây Ban Nha nha. Thành thử là người Đức người ta quý bên này, người ta mới qua đây ở bên này. Với lại những người Tây Ban Nha người ta cũng quý người Đức lắm. Người ta treo lá cờ Đức lên là các bạn biết rồi. Dạ. Người ta quay hồi nãy mình đi quay đó. Đây giờ ra cảnh biển nè. Đây là ra cảnh đi sới inside out. À, vậy là cái này mình đứng lên đây ha. Dạ. Ô trời ơi, đã đợm địa chưa. Cái này là gọi là cũng là mình đó, bên mình Việt Nam mình thì mình gọi biển, nhưng mà ở đây là nó lên bản đồ đó nó là cái instant, có nghĩa là
trong bản đồ họ viết lên đây là ở tại đây là hòn đảo ở tại Tây Ban Nha. Bây giờ qua cái hòn đảo khác rồi cả nhà thấy chưa? Và đến đây là họ nói là dành cho cái khu này là khu cho người Đức ở đó. Và riêng cái khu này đây. Thành thử là mình với ổng coi sáng giờ ở nơi khác rồi. Và mà mình chưa biết là cái khu dành cho người Đức ở như thế nào. Bây giờ qua đây mới thấy tuyệt vời vậy nè. Wow, bạn ơi. Ra cảnh biển nha. Mùa hè ở đây là nó đông như hội luôn vậy đó. Tại vì sao? Đi lên YouTube á, cứ coi, trước khi coi rồi mới đi qua đây chứ bộ. Nó mới tuyệt vời vậy đây. Đó. Tuyệt vời vậy đó. Hòn đảo. Hả? Dạ. Rồi. Giờ bắt đầu mình quay quay tới khúc này, bây giờ mình đi tiếp nữa nha. Quay quay. Quay ngược quay lại. Quay, quay hết quay. Tuyệt vời ha cả nhà. Đó, khu dành cho người Đức ở bên này đây. Đi. Now we go another place. À cũng là đi ở đây nhưng mà qua mình cũng vẫn là để cái máy vậy đi. Dạ. Überall zur Krone, hier alles in Deutsch. Ah, in Deutsch. Restaurant Deutsch. Auch. Alles ist hier Deutsch. Đó, dành cho người khu, dành cho người Đức bên này là nhà hàng đồ, nó cũng là của người Đức. Bắt đầu, bắt khỉ. Nhiều nhiều cái nhà hàng ở bên này lắm. Y mắc, y hơi bơ mắc đi 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 video ấy bây giờ. Ông nên schön, es ist schön hier. Mhm. Wunderbarer Sand. Zeig mal. Ja, ich finde es schön hier. Es ist mhm. Gut. Kein Wunder, dass andere Leute hierher gehen. Wie in Vietnam. In Da Nang, schön wie hier. Wunderbar wie hier. Ja, okay, also das ist schon schöner wieder. Ja, wie in Da Nang. More beautiful than Da Nang. Oh, you never know, you go somewhere in Vietnam, huh? You see it very nice, but there. Bản đồ là gì trên này đây? Giờ cảnh biển. Giờ đi ra tới biển cái không mặc đồ ấm, bây giờ nó lạnh rồi. Khó rồi trời. Coi cái cảnh nào đẹp nha. You might do this restaurant for Spanian. Yeah. Fisch. Ich will jetzt gar nicht so viel essen, Schatzi. Wir wollen ja auch beim Rhein. Ja. Zu kalt hier, oder? Kalt. Đó, nãy giờ mình đi là mình đi cái cảnh trên này mình quay á, nó giống như là ở thành phố Đà Nẵng dễ sợ luôn vậy đó.
Nhà hàng thì mọc dọc 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 ở đối diện với biển, đúng không? Đây, nãy giờ mình đi mà cái đường biển nó dài đằng đẵng vậy đó. Chưa? Möchtest du hier was essen, Schatz, beim Italiener? Quả dễ thương, dễ sợ, bà đi nhấp nhấp như cưng, dễ sợ luôn. Schatz, was magst du jetzt essen? Ja. Was möchtest du? Đang đi tìm cái nhà hàng, với lại chưa có thấy đói nào, nhưng mà đi quay trước đã, sau đó mình vô nhà hàng ở tại đây mình coi thử thức ăn nó tươi như thế nào ở đối diện với biển nha. Vui thôi cả nhà. Cocktail. Cocktail. Cocktail bar. Restaurant bar. Okay. Perhaps you go other place, not here. Solo busy. Thank you. Look, one after the next. Yeah. This does not stop here. Nice, very nice here too. I prefer over here where we are. This is too, just too much tourists here. Maybe this is all closed here. So, we, đáng lẽ là mình đi quay hết cái chỗ này luôn, đi quay dọc dài là vậy luôn. Nhưng mà đó, cái mùa này người ta đóng cửa rất là nhiều. Chưa? Tất cả cái nhà hàng ở dưới này thì đóng cửa hết rồi. Nhưng mà nó summer hả? Huh? They open again hả? Huh? Yeah. Yeah, this is the most famous. Oberbayern. There are all the Germans inside. This is Bavaria, yes? Where I come from. Ni hao. Hello. Nick, ni hao. Hola. Hola. đi lâu bờ bên không China bờ nick China không nick Âu China không nick Âu China không Âu Việt Nam hả? This is the most famous here, Oberbayern. Here, Oberbayern. This is where I come from. Cái nhà thấy cái đẹp không? Nó giống ơi Đà Nẵng dễ sợ, đẹp. Cái khu dành cho du lịch thật sự là nó đẹp vậy đó. Nó còn dọc dọc dài dài tút xuống kia nữa đi chưa. Nhưng mà bây giờ mình vô đây mình sẽ mua đồ ở đây. Đi vô mua đồ. Rồi, đi vô mua đồ cả nhà ơi. Coi trong này người ta bán cái gì trong. Ô, áo đẹp chưa? Cái áo nó đẹp hay là nhà của bạn? Nhìn thương hả? Mà coi màu nào? Cái này dành cho mùa hè. Thôi mình đi tiếp theo vô coi gì trong này hiện đại nhất rồi. Có gì đẹp không mình quay vô shop.
Tell me which one I shall take. Giờ mình vô đây, mình đi du lịch, ổng mà ổng để quên cái mũ đâu, bây giờ mua cái mũ mới. Đây, không. Mũ này thì cỡ ổng độ đi thôi. Còn cho mình hả? Mình độ thử đẹp không nào? This is kaput. Sexy must not be. Kiss must also not be. 69. No, they are not. The star? No, this is sexy and so made. This is peinlich. Cringe. Nhiều cái mũ đẹp cho cả nhà của bạn hả? Mình coi mình đổi cái đẹp không? Hả? Mũ mình đổi đẹp chứ bộ. Đúng không? Same. This one change too. It's nice too. Chắc biết quán hả? Ok. Đây, giờ vô shop rồi mua mấy cái mũ. Nè. Mấy cái mũ này cũng đẹp. Coi cái mũ này có hợp với mình không cả nhà của bạn ơi. Nhìn có đẹp không? Để coi coi thử nha. Dạ, cứ hả? Dạ. I want to see a bit more. You have much better in Germany. No. More. I want to see a little bit. Terrible, mate. Really. Mình coi thấy không? Đó, mình đổi mũ nhìn đẹp chứ bộ. No, not this. Another. That is just for men. Terrible. Đó đó hả? Đó for woman too. Đẹp chưa? Dở ra coi nó. Đẹp chứ bộ ha. Cái mẫu nào đẹp nha cả nhà của bạn của mình. Mẫu này thấy có đẹp không? Thôi mẫu hồi nãy nha đẹp hơn hả? Đúng không? Để coi thử mua hai cái rồi bây giờ mua. Giờ nhìn đẹp chưa? Giống cô bồi không cả nhà? Quyết định mua mẫu. Mua hai cái rồi bây giờ mua nữa. Ghê hình bia. Ok. Giờ mình mua cái này ha. Hồi nãy cái này nó nổi quá so nên kỳ quá. This one better. Yeah. So here. Đây. Mua 3 cái. Where have to pay nó? Ở here. Đây mấy cái túi sách đẹp chưa nè. I want to see. Đẹp nha. I buy three of this, please. Dạ. Này. Bây giờ mình tính tiền. Đợi chút. Giờ mua cho mình nhiều quá rồi. Bây giờ mình sẽ mua tặng lại cho bạn chứ đúng không? Pay cash hả? I pay cash. You are very beautiful. Yeah, I pay. Yeah, look good too. Bây giờ mình sẽ trả tiền bằng tiền mặt. Cách này tiếng Anh là nó là khác nhưng mà tiếng Anh tiếng Đức là nó bao nhiêu? 4.50 How much tea of that? 21 For coffee and so. Nhá. Twenty one. I have one here.
Hả? Let's see. Giờ mình trả rồi, bây giờ đi mua tiếp theo. Thank you. Đi mua tiếp tục nữa. Thank you. Nó thối tìm nó rề rề nó sao lấy của nó sao. Giờ mình sẽ đi mua những cái túi sách ra đây, nó bán cũng đẹp. Nhưng mà chất lượng hay không thì mới là quan trọng đúng không? Đẹp thì hiếm bắt gì ở Việt Nam. Này, do người xin. Thank you. I wear them. Now, shall I make it? Dạ. Này, cả nhà. Look what you want to say. This is one. Trời ơi, mấy con voi nhìn cưng chưa? Quýt quên. Trời ơi, những con voi đẹp chưa cả nhà ơi. This is Indian made, not Mallorca. Indian hả? It's from India. Đây nè, Mallorca là nơi nổi tiếng cho nên nó làm những cái hình này cho người ta. Người ta mua nè. Đẹp chưa? Những cái túi sách này nó cũng bán quá trời, ở Việt Nam quá đầy. Đó mình coi là mấy cái son. We have enough of these. That's so beautiful. This is lovely. Rồi mình mua cái hai ly này, ông mua hai ly cũng cắt kẹo. Hả? Có bố hả? Vô. No. Trên. Can we play with Skype? No, we don't. Yeah. The same, huh? Yeah, it's the same. No. Huh? No. Những cái ly có con cắt kè dễ thương. Should we bring such a thing? I bring for the cat's mama. Huh? This one? Yeah, this one is good. Yeah? Yeah, okay. Biết quanh này tất bằng nào? No. Okay, đó. Oh, then big one better. Oh, no. This is I've seen, yeah. Yeah. Giờ mình mua how much đó? Chi đó đó. $4.51. Một cái vòng vậy á, 10 đồng. Nhiều nó cũng đẹp. This is beautiful. The other side. Yeah. Đẹp chứ bộ. Đợi. Cả nhà ơi, mình đến đây. No, in the YouTube normal nữa. YouTuber. Mình đến đây cái chị này, chị bán hàng, chị nói là cái hàng lông mày mình nó đẹp, mình làm kiểu gì mà nó đẹp, cái mình mới nói là mình tự mình vẽ lên thôi chứ mình làm gì đâu. Nobody can see. Can do it right. Này YouTube quá. Just can nobody write. Đó, like this. Thank you. This YouTube, but you make in YouTube and you can see. Show me. I can make for Andy. No.
She can make yeah. India her handy. So, and now. You have a possible see which pencil you have? This? Yeah, which pencil do you take, me? The pen, huh? The pen, the black. Black color. Black, no, yeah, no. Black color, and then after I make up, and then yeah. I make the mascara. Make up this one first, but this one already I make. I paint the black color first, okay. Huh? Yeah. After that, I check the mascara. I make like this. Yeah. And after I not put inside again. Yeah, I check that one. I make. But very nice. Very. Yeah. Leise sein. Yeah. How do you say English? Leise sein. So leise, silent. Yeah. Silent is wrong. Very smooth. Yeah. Soft. Not too hard. Not too hard. Yeah. Very soft. Yeah. Soft. Not. Yeah. And then become all day today. I go travel everywhere, but it's still stay. It not go away. It still stay. You're welcome. So, have a nice day hả? Yeah, you're welcome. Đó, bạn đó hỏi cái hàng lông mày của mình sao nó đẹp. Mình chỉ, sáng nay mình chỉ cho các bạn cùng biết là cái hàng lông mày nó rất là quan trọng. Cho nên mình phải mua biết cách kẻ hàng lông mày nó như thế nào. Yeah, where now? Trời ơi, mấy đôi giày cũng dễ thương chưa? Đẹp ha? I must ask. Oh, this one, hả? I must ask. Cái này nó cũng đẹp nè. Thôi cả nhà. May. Đẹp hả? Please, one minute for me. Rồi giờ quay hết ở đây rồi mua mỗi người mỗi cái mũ. Vui quá. Vô shop nào cũng mua. Mới chỉ giờ ta vô shop rồi họ hỏi là của cái hàng lông mày bạn sao nó đẹp. Rồi chỉ cho người ta, rồi chỉ lên YouTube cho họ lên đó họ coi, rồi họ lên họ, mình nói là lên YouTube của mình á, mình Nguyễn Hồng Chanh, là coi trên đó, mình sẽ đăng lên trên đó rồi coi cái cách kẻ lông mày nó rất là dễ, mình bày cái này nó rất là quan trọng luôn cả nhà của bạn. Indian. Stefan có cái mũ. Bom này. Bé rồi. Đi ra ngồi lại rồi. Let me see how I look. Look good too. No, show me. No, cannot look here. You cannot. Nè. Just I made like this, then you nè. I just see you, but you cannot see me. Đẹp ha. Ở tại Spanian. Cái shop ở tại đây. Bây giờ vô đó mà mua mua mũ. Đội nó vui dễ sợ không cả nhà của các bạn ơi. Vui không? Đi chơi nó vui dễ sợ luôn. Chưa đâu nha, bây giờ vô cái kiến nó mới thấy là như xã hội nè. Tất nhiên, how to look? Look good. giờ mình ra đây rồi mình mang cái kiến với mang mũ này, ông kêu giống như ông nói vui lắm mà không nói gì đây. Giờ mình sẽ ngồi lên tảng đá này. Ngồi đây mình quay xíu coi. Đây, ngồi đây quay biển chơi. Đây cái mặt mình Nguyễn Ngọc Gan cái coi. Mới mua cái mũ mới mà. Stefan, can you make for me please, Stefan? Okay. Mình đi quay mình làm gì cũng là một mình hết trơn á. Ổng có giúp mình cái tay nào, mình giúp một chút xíu cái nói thôi. Đây là like this á. Video. Dạ video ready.
về mắt. You can stay there, you just can like that rồi. Not anything, not make anything. Er macht doch nichts. Ja. Warum denn wieder so unfreundlich? I just say that because I scare you make wrong. Rồi, I'd like to be again. Thank you. Sợ lắm, mỗi lần mình đang làm gì mình đưa cái máy vô á hả, ổng nhấp vô cái ổng tưởng chưa bật, ổng nhấp vô cái nó tắt luôn vậy đó. Nhiều lần như vậy rồi. Cho nên là hả, đó, nhờ người ta mà cái mặt như vậy đây mà biểu. Nhờ người ta mà sợ người ta làm bấm lộn á. Nhiều lần bấm lộn rồi cho nên hôm nay mình nhờ người ta cầm cái máy giùm mình mà ổng kêu bật ở đâu. Bật cái gì thì cầm cái máy đưa quay thôi chứ bật cái gì nữa. Đúng là đổi mũ vô cái ngồi nói chuyện giống xã hội dễ sợ luôn nha. vui không cả nhà ơi. Là hồi nãy rồi tự nhiên ổng quay lên cái mặt mình không cười miếng nào hết trơn. Thôi chuyện nhỏ bỏ qua bên đi, đi chơi là vui chính. Giờ mình sẽ dừng ở đây tại vì tới đây mua mũ mua đồ hết rồi. Cái shop nó nằm bên kia. Đi mua xong rồi cái bàn lên chỗ này ngồi. Ý của mình muốn vui vui mà ngồi lên cái thành này nè. Đây nè. Dưới không chịu ngồi, bàn lên cái thành cao này ngồi nè. Không. Nè, mình đang ngồi trên bức thành này nè. Đó. Đó, từ dưới bang lên trên đây ngồi. Cho nên mới đưa cái máy, nói ổng chụp và quay giùm mà. Vậy thôi đó. Đẹp không? Yên bình quá trời luôn. Vui thật. Hai vợ chồng hai đứa con, người ta đi ra biển chơi nhìn thấy dễ thương thì rồi người ta cũng bên kia người ta câu cá, con cái vợ chồng đi câu cá. Vui chưa, thiên nhiên ở đây vui lắm. Hai chọc vợ chồng đó, nó thả con đó, con cứ chơi đi, cha mẹ ôm nhau hung cái dễ thương. Nó đang buông đất kìa. Móc đất nó buông sới lên kìa. Trời ơi dễ thương. Vui ha cả nhà. Bây giờ con mình nó lớn rồi, khỏe rồi. Nhà biết không? Bây giờ con cũng còn gan nó lớn rồi. Nó còn giúp cho mẹ nữa chứ đừng nói mẹ nói mẹ giúp cho nó. Mẹ mỗi lần cái gì mà làm được để con làm cho, có làm cho nó thông minh vậy đó, mình mừng dễ sợ. Bởi ông trời phú cho mình vậy chứ đúng không? Và phải có đứa con nó phải thông minh vậy đó. Already hả? Ngồi bên này có người chụp lén, chụp hình lén mình nha. Gần nhà thấy vui không? Đi biển. Bây giờ á, giờ đi trên biển cái đi tìm cái quán ăn mà hải sản. Phải quán ăn có hải sản, phải đối diện biển mà phải quán có hải sản mình vô mình ăn.
vui dễ sợ. Bây giờ mình sẽ đi xuống biển. Đi xuống biển. Nơi đây là dành cho cái khu mà người Đức ở nhiều lắm cả nhà cùng các bạn ơi. Trời ơi, bên đây đông lắm. Mấy người chạy tập thể dục nè, thì tình là chạy tập thể dục tốt lắm đó. Here you can eat worst. No, never. Thank you. Tự nhiên đến đây người ta muốn ăn cá, nói ăn ăn xích xích là sao? Thì sao? Đó, cái Mega Park là gì ta? Đẹp không? Cả nhà ơi, sang không? Đẹp không? It's nice, huh? Fall off here, the beach. And then over there, they have too many restaurants too. I made this video. I miss Vietnam. I made this video. This one I missing in Da Nang. Because Da Nang is still same like this. Hey, yeah. I don't know. You can ask this stuff. What? Can ask? You can ask. For what? I don't know. Ask they have the fresh fish or the not? No. No. They. Đẹp chưa? Today. Because các bạn có đi mua đồ cũng các bạn cũng thẳng cẩn thận khi trả tiền mà người ta thối cầm chắc trong tay bỏ vào túi rồi nói chuyện nha. Chứ đừng lo nói chuyện rồi mà quên cái rồi người ta họ sẽ đâu biết được lòng người đúng không? Lòng người khó đoán lắm, có những người rất là tốt nhưng những người ăn gian lắm, nên là các bạn hãy cẩn thận. Hồi nãy mình vô cái shop này mình mua đồ nè. Nó đưa cho mình cái túi đồ xong rồi á, thối lại 30 rồi mà nó thối nó cầm khang lên cái tay nó không đưa mình, cái mình cầm bao đồ mình chờ nó đưa đi tiền mà cứ cầm lên tay nó vậy, cái mình thỏ tay mình nói là à, thối tiền cho tôi, mình chưa nói nhưng mà nó vừa đưa đi. Đẹp quá, cảnh đẹp tuyệt. Đi mua cái gì mà đi chơi lại đi chơi, nhưng mà hả, hết sức là thận trọng và cẩn thận nhất là tiền bạc. Hồi xưa mình không có cái tính mà được kỹ lưỡng vậy đâu. Nếu mình kỹ lưỡng vậy bây giờ mình giàu lắm ở tại Việt Nam á. Mình bợt chợt lúc mà mình còn trẻ, rồi coi thử hai mấy 30 tuổi mà còn bợt chợt không có kỹ lưỡng gì hết. Bởi vậy mà bị người ta gạt biết bao nhiêu mấy chục cây, 50-60 cây vàng của mình bay hết là người ta gạt đó, người ta gạt vô chơi trừ sàn vàng ảo đó. Nên như vậy đó, mình bây giờ mình bốn mấy tuổi rồi nữa, là mình cũng cảm thấy là mình chứng chắn hơn chút xíu cũng đỡ. Tập chân, chạy tập thể dục tập chân thôi. Nãy đi tới đây rồi, bây giờ mình đi về tìm cái quán
có ăn hải sản nha. Mà thấy mua cái mũ vui không? Coi thử coi.